tất cả các bạn. Hôm nay mình có một bộ đồ chơi mới. Bây giờ nếu các bạn thích thì hãy mua nhé. Bây giờ để mình chơi thử cho các bạn xem. Đây là một cái máy bạn bạn mới từ đâu? Các bạn thấy sao? Rất đẹp đúng không? Bây giờ mình sẽ đặt lại vào chỗ này. Rồi mình lấy một cái giỏ này là để đi mua nước nhé. Đây là nước táo Hello Kitty 30.000. Đây là nước cam Hello Kitty 20.000.